Xin kính chào các bạn và các cô chú, các chú bác. Trong cái video clip này, tôi xin phép chia sẻ cái trải nghiệm của mình, cái kinh nghiệm sống của mình ở Việt Nam, mà bây giờ là tôi nói đến ở vùng nông thôn Việt Nam. Có nhiều quý vị nghĩ rằng về Việt Nam nghỉ hưu, nếu mà sống ở thành thị thì nó quá ồn ào, nó quá xô bồ, thậm chí là rất là ô nhiễm, mà giá cả là cao nữa, đúng không? Bây giờ nên chăng mình nghỉ hưu ở nông thôn, cây cối um tùm, không khí trong lành? Đó là cái đề tài hôm nay mà tôi xin phép được chia sẻ. Bây giờ trước hết, tôi và quý vị cùng xem một cái thước video ngắn ngắn một chút, nói về cái cuộc sống nông thôn, cái khung cảnh nông thôn từ Bắc cho đến vào Nam. Tôi chọn những cái video rất điển hình, và những cái video này là những YouTuber người ta khen là cái nông thôn Việt Nam bây giờ nó như vậy đó. Chứ tôi không dám lấy những cái video mà nó hơi xấu một tí, tôi không dám lấy. Tôi lấy cái đẹp nhất để tôi và quý vị cùng xem. Và sau cái video này là tôi sẽ đi vào phân tích để quý vị có thêm thông tin, và chúng ta bắt đầu nhé. Một YouTuber đã quay cách đây một năm là nông thôn miền Bắc ngày nay giờ thế nào. Bây giờ chúng ta cùng xem nha. Hello, xin chào các bạn. Hiện tại mình đang quay ở một vùng nông thôn phía Bắc, nông thôn đích thực 100%, hoàn cảnh nông thôn, có lũ chè, chè làng, chè làng, có sông ngòi, đây là mương kia là mái đỉnh, kia là mái đỉnh, mái đỉnh cây đa. Nông thôn hiện nay vương mình vắng bất xíu về nông thôn xưa. Đây là tạm cảnh nông thôn này. Quang cảnh nông thôn rất là bình yên, cuộc sống giản dị chân chất. Mình đang đứng ở đầu thôn, trước kia người ta gọi là xóm, bây giờ người ta gọi là thôn theo chuẩn nông thôn mới. Đứng ở đầu thôn. Cuộc sống ở quê này thì nghề chính là nghề lúa, trồng lúa, về nông nghiệp theo chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó là nghề phụ, nhưng mà tạo ra thu nhập chính đó là nghề mộc, quê này làm chính ra đồ mỹ nghệ. Vòng cho các bạn xem ha. Đây là vùng nông thôn phía Bắc.
đó là người mẫu. Mình sẽ quay nhiều video về nông thôn cho các bạn được xem và hiểu biết thêm. Đó là cái cảnh quay về nông thôn miền Bắc như thế đấy. Bây giờ tôi với quý vị xem tiếp cái nông thôn ở miền Nam như thế nào, cụ thể là miền Tây Nam Bộ ha. Nông thôn miền Nam đây. Vô người ta gọi là không gian và cảnh vật yên bình của vùng quê miền Tây Nam Bộ, cũng là một cái bạn YouTuber quay, thì mời các bạn xem nhé. Như làm gà vịt ngay bờ sông, làm xong là như là thải xuống thôi. Đường thôn miền Tây vậy là như sạch sẽ nhất rồi đó. Nhà có máy lạnh thuộc dạng nhà cũng khá. Đi chợ miền Tây. Ok quý vị, như vậy là chúng ta đã xem hai cái thước phim về nông thôn Việt Nam. Một là cảnh quay ở miền Bắc, một là cảnh quay ở miền Nam, cụ thể đây là miền Tây Nam Bộ. Thì hai cuốn phim này như tôi nói là tôi lựa cái cuốn phim mà người ta cho rằng là cái cảnh nông thôn hiện nay là nó rất là tốt, và gọi là người ta gọi là nông thôn mới. Thì quý vị đã quay tất cả các cảnh rồi, từ cái cảnh quan ở nông thôn, rồi cái cảnh nhà của người ở nông thôn, rồi cảnh đi chợ, rồi cảnh làm thức ăn vân vân. Kính chào quý vị. Thì quý vị biết á, cái mức độ mà chênh lệch giữa cái đời sống thành thị và đời sống ở Việt Nam, cái chênh lệch nó rất là cao. Một cái thành phố như là trên trời, một cái nhà quê ở dưới đất thế này, chênh lệch rất là cao. Cho nó không như ở Canada hoặc ở Mỹ hoặc mấy nước tiên tiến, cái mức độ chênh lệch giữa thành phố với nông thôn nó không bao nhiêu cả. Ngay cả những cái vùng nông thôn nha, ở bên Canada cũng như bên Mỹ nha, mà mấy bạn thấy là nhà cửa nhiều khi còn đẹp hơn là nhà của mình ở thành phố nữa, đúng không? Nhà to rộng, rất là đẹp. Mà những người nông dân mà ở bên này, tức là bên chúng ta, nếu mà nói gọi là nông dân thì toàn là đại gia cả, toàn là như tính tài sản ra cả triệu cả tỷ cả mới là nông dân, chứ không phải đơn giản là nông dân bên này đâu. Farmer giàu lắm. Ngược lại ở Việt Nam, cái người nông dân là cái người chân lắm tay buồn, là cái người rất là cực khổ. Nó khác nhau hoàn toàn rồi các bạn. Cho nên mình ở đây mà mình thấy ông nào làm farmer, mình phải nhìn lên, tại vì biết người ta rất là giàu. Tiền người ta tiền triệu, tiền tỷ. Nhưng mà nông dân Việt Nam lại là những người rất là nghèo. Rất là nghèo trong xã hội. Cái thu nhập đầu người giữa người nông thôn và thành thị nó còn chênh lệch khủng khiếp lắm. Cơ sở hạ tầng thì như quý vị thấy đó, cơ sở hạ tầng rất là yếu kém. Tại vì người ta ít đầu tư, tiền đã đầu tư, tiền dành cho đầu tư chỗ khác rồi. Người ta không quan trọng cơ sở hạ tầng ở nông thôn. Người ta, mấy bạn biết là ở Việt Nam, người Việt Nam nói chung, người ta rất là chuộng bề ngoài. Từ cá nhân mỗi người cho đến cả cái chính phủ. Ở đây tôi không nói xấu nha. Cái tính cách như vậy. Mà người ta chuộng bề ngoài còn có cái lý do của nó. Tôi không phân tích lý do đây, tại vì video này tôi nói chuyện khác. Mà ý tôi nói là người ta rất là quan trọng bên ngoài. Cho nên có bao nhiêu tiền là cái đổ hết vào thành phố. Đặc biệt là đổ vào như thủ đô là ưu tiên số 1. Chứ còn ở mà nông thôn thành thị, hồi nào còn dư chút
ngân sách thì thả hàng khác, dư một chút ngân sách thì thả hàng khác. Cho nên quý vị thấy cơ sở hạ tầng ở nông thôn rất là yếu kém. Nhưng mà trong video thì cái người coi video người ta cảm thấy vậy là coi như là ok rồi, vẫn là người ta vẫn tự hào, bây giờ nông thôn mới là nó cũng ngon đó, đúng không? Nhưng mà đối với cặp mắt của chúng ta nhìn nó vẫn rất là nghèo nàn, đúng không quý vị? Thực phẩm á, thì quý vị thấy đó, rất là nghèo nàn, chợ búa người ta ngồi người ta bán vậy đó, chất lượng thấp, thịt thà rau quả người ta để trưng giữa trời giữa đất vậy đó. Quý vị ăn được không? Bây giờ tôi hỏi quý vị ở hải ngoại, quý vị vào những cái siêu thị quen rồi, sạch sẽ quen rồi, bây giờ nếu quý vị ở quê mà đi chợ như lúc nãy, như lúc nãy tôi đưa video quý vị xem đó, thì tôi hỏi quý vị mua thực phẩm đó, quý vị có ăn được không? Tất nhiên về đó mình phải ăn rồi, ăn ăn thì lúc già đã già rồi, có như đường ruột với dạ dày thì có vấn đề, ăn là dính liền. Cho nên nếu quý vị mà muốn ăn thực phẩm tươi sống, ví dụ như tôi nói ăn gà ăn vịt đi, thì có quý vị biết làm sao mà để ăn thịt gà coi như là thịt vịt ngon không? Là quý vị phải mua cái con gà sống, quý vị phải mua cái con vịt sống về nhục lông, quý vị làm được không? Tôi bảo đảm quý vị không bao giờ làm nổi. Bản thân tôi cũng dám. Ngày xưa ở Việt Nam mà mỗi lần mà coi như là Tết nhất hoặc là tiệc tùng như tôi sẵn sàng tôi cầm, như bên này tôi không dám làm. Quý vị thấy bên này người ta thấy mà vịt gà mà bây giờ người ta sợ lắm. Bây giờ tôi không dám làm, mà tôi tin chắc rằng quý vị cũng ai dám làm cái chuyện đó. Nhưng mà ở Việt Nam, nếu quý vị ở vùng quê mà quý vị muốn ăn gà tươi, gà ngon thì quý vị phải tự làm, mình bắt gà sống mình làm thì mới ngon nữa nhé. Còn gà người ta làm rồi, quý vị thấy người ta chưng ra giữa trời giữa đất vậy đó, rõ ràng nó đâu có được sạch sẽ, đúng không? Nó không được vệ sinh. Bây giờ tôi đưa những cái hình ảnh về cái trạm y tế Đầm Xá nha, cho quý vị xem, rồi để quý vị suy nghĩ là nếu trường hợp mình bệnh, quý vị vào đó xem thử là bệnh quý vị có hết không. Đây trạm xá này, trạm xá công an. Trạm xá công an tỉnh đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Đây là công an tỉnh Bình Phước, đứng xếp hàng, vừa có công an rồi vừa có bác sĩ đứng xếp hàng. Cái này chắc ngon á, cái trạm xá này có nghĩa là như là cũng rất là tốt, cho nên họ mới chụp hình, họ đưa như vậy thì quý vị xem là cái bên ngoài như họ lựa chỗ đẹp nhất người ta chụp thế này đây. Đó là trạm xá nha. Tôi đưa tiếp. Trạm y tế phường Việt Hưng, làng Kim Quang. Đấy, cái bên ngoài người ta đây. Đây là cái cổng ngoài đây. Thì quý vị tự suy nghĩ là nếu quý vị vào ở phía trong nó như thế nào, thì quý vị có thể tự đánh giá được, đúng không? Tại vì ở ngoài người ta thường, như tôi nói, người ta trao chút, phải nó đẹp nhất. Nhưng mà nó đã như thế này đây, thì quý vị có tưởng tượng là quý vị bước vào trong nó như thế nào, tôi không tưởng tượng được. Tôi để cho quý vị hãy tưởng tượng. Tôi đưa tiếp. Trạm y tế phường Việt Hưng. Người trưởng trạm y tế 35 năm tâm huyết với nghề. Đây phường Việt Hưng. Đây y tế, y tá, bác sĩ đứng chụp hình đây. Bề ngoài như vậy đó. Còn bên trong như thế nào đó thì người ta không chụp tôi không biết. Mà quý vị có thể là có thể dự đoán được là ở trong nó như thế nào. Và tôi nói lại là ở ngoài là chỗ đẹp nhất. Tiếp tục. Đây trạm y tế này mới xây này. Cà Mau đầu tư 280 tỷ đồng xây dựng trạm y tế xã. Báo tin tức.vn. Đẹp nhất mới xây luôn. Đẹp không? Đẹp thì nó chỉ cũng chỉ là vậy thôi. Nó đẹp nhất rồi đó. Mà đầu tư tới 280 tỷ. Như vậy là hơn 1 triệu đô la. Cái trạm này hơn 1 triệu đô la. Trạm y tế xã Lương Hòa đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế. Cái này chắc LA, ba tôi chắc Long An đây. Có lẽ như thế. Đẹp nhất rồi đó. Quý vị hình dung là vào trong phòng ốc trạm y tế như thế nào, quý vị có thể tự hình dung. Thì đó là những hình ảnh mà tôi đưa
lên cho quý vị xem là cái dịch vụ y tế ở vùng quê nó như vậy đó. Quý vị thấy đó, trạm y tế, trạm xá là nó phản ánh rất là trung thực. Những cái hình ảnh này tôi lấy, người ta mới chụp, tôi mới lấy cách đây lâu lắm, năm là cùng thôi. Thì tôi nói qua cái chỗ trạm y tế, mấy cái trạm xá ở quê cho quý vị nghe. Ở quê thì người ta không có bệnh viện, người ta có những cái trạm xá và trạm y tế. Thì tình trạng cơ sở vật chất thì quý vị xem rồi. Bề ngoài nó như vậy rồi thì tôi hỏi quý vị, họ có đầy đủ máy móc thiết bị y tế không? Không bao giờ, không bao giờ đủ hết. Cái chuyện mà ở những cái trạm y tế nhà quê này, người ta thiếu bác sĩ, người ta thiếu y tá rất là trầm trọng. Tay nghề thì những bác sĩ ở đây là hầu hết là những tay nghề có thể nói là không có giỏi, rõ ràng vậy rồi. Tôi nhớ lại cái thời của tôi nhé. Những cái đứa nào mà tốt nghiệp đại học y khoa ra, mà nếu trường hợp mà nó giỏi, đúng không? Thứ nhất là nó giỏi, là nó có thể xin được những cái bệnh viện lớn ở thành phố nó làm. Ít ai mà coi như là đi về quê làm, những đứa giỏi. Hoặc là những đứa mà có cha mẹ là cán bộ thì mình không nói rồi. Còn những đứa học lực bình thường, không xin việc được những cái bệnh viện ở thành phố, nhất là những thành phố lớn, thành phố nhỏ xin cũng được luôn, thì đành phải đi về quê. Về quê làm, thậm chí lên núi làm kia thì dễ xin việc hơn. Cho nên cái tay nghề của những bác sĩ, những y tá ở trạm xá, trạm y tế này, nói thấp thì tội họ, mà tôi dùng cái từ gọi là không được giỏi, cho nó dễ nghe một chút. Cho nên người mà ở quê mà khi bị đau thì gia đình người ta cố gắng, người ta chở bệnh nhân lên thành phố mà chữa. Quý vị vào những cái bệnh viện ở Sài Gòn mà xem, người ở quê rất đông, người ta không có thể chữa được những cái chỗ trạm y tế trạm xá này. Chữa dưới đó mà chắc chữa xong không biết chữa hay không, để đó coi như là xong luôn. Ở ngoài Bắc cũng vậy quý vị. Tức là vào những bệnh viện ở Hà Nội chẳng hạn, thì mình thấy rất đa số là bệnh nhân ở quê. Quê coi như là các nơi đổ về Hà Nội. Chứ ít ai mà người ta để như người nhà mình đau mà nằm trong những cái trạm xá thế này. Mà thậm chí bác sĩ ở trạm xá, trạm y tế này, người ta cũng khuyến khích là cái lên Hà Nội để trạm xá, để trạm xá sợ không ổn. Mà thuốc men ở những cái trạm xá này cũng rất là ít. Thậm chí thuốc, toàn thuốc ở bên Việt Nam tôi gọi là thuốc hết đát, mình gọi là dead expire, hết đát. Thậm chí là thuốc giả nữa. Thuốc giả tuồn về quê nhiều lắm. Uống mãi nhưng không hết, không bớt được, toàn thuốc giả. Như vậy quý vị ở nước ngoài về, quý vị ở những nước phát triển, quý vị về quê, quý vị ở lỡ nửa đêm đau thì sao? Đau thì cứ như nhờ ai, như bỏ lên xe máy chạy lên tầm xá. Lúc đó tầm xá nửa đêm, tầm xá họ ngủ rồi, ai mở cửa gọi điện thoại chắc nó chả cầm nữa. Coi như là bỏ lên xe máy như chạy như từ quê mà lên lên thành phố luôn. Thế còn đường quê nhiều khi xe ô tô vô đâu có được, xe hơi vô đâu có được, mà đâu phải ai cũng có xe ô tô đâu. Đó là tôi nói về cái chuyện y tế nha, tại vì cái chuyện này quan trọng tôi phải nói, đúng không? Người già mình phải cần y tế, thức ăn là tôi đã trình bày rồi. Còn cái nguồn nước, tôi nói cái nguồn nước thủy cục ở Việt Nam nha, ở trên thành phố nó còn thiếu, nó còn không có được vệ sinh. Khi mở ra nhiều khi nước đen xì trong đó, chứ huống hồ gì mà ở nông thôn. Cái nguồn nước mà thủy cục ở nông thôn rất là hiếm. Nhiều khi cái vòi nước thì có đó, mà mở mã nhiều khi như cả ngày nó không chạy, hoặc là chạy trong một số cái thời điểm nào đó thôi. Mà rõ ràng tất nhiên nó không thể bằng nguồn nước ở thành phố ở Việt Nam được. Cho nên là quý vị xem video quý vị thấy đó, người ta dùng nước sông rất là nhiều. Mà nước sông ở nông thôn
là cái nơi rất là dơ bẩn. Quý vị có hình dung thế nào nổi không? Người ta dùng nước sông nha, người ta vừa giặt đồ nha, người ta vừa tắm nha, rồi người ta làm gà làm vịt người ta gì người ta làm giục giục xuống nha. Không biết thậm chí có nhiều người tới xong mà tìm cái chỗ trong trong múc một cái về nấu cơm cho nước đâu nấu. Đó là những nhà sang sang thì mới có nước thì cục, bên nó gọi là nước máy đó. Còn còn trường hợp mà mấy cái vùng nông thôn mà hơi xa nữa là không có nước thì cục, là phải dùng giếng đóng. Dùng giếng đóng là thuộc dạng cũng là tương đối rồi đó, còn không phải dùng nước sông. Còn quý vị có thể nghĩ là ở nông thôn là nhiều, là không khí có thể là trong sạch, không có ô nhiễm như thành phố. Điều đó chỉ đúng một phần thôi. Ở nông thôn không khí nó cũng không có sạch, mặc dù là cái khói xe nó không có nhiều như thành phố. Tại vì dưới nông thôn thì cái đi xe máy làm sao nhiều mà thành phố được. Rồi nhà máy công nghiệp nó nhiều khi nó cũng không có. Là quý vị nghĩ rằng là không khí nó trong sạch chỉ đúng một phần thôi. Không khí ở nông thôn nó cũng bị ô nhiễm. Nó ô nhiễm bằng cách khác. Ví dụ như ở nông thôn Việt Nam, người ta hay đốt cây, người ta hay đốt lá, người ta hay đốt rạ, người ta hay đốt rơm. Thì cũng rất là ô nhiễm chứ không phải là không. Nhưng mà cái ô nhiễm ở nông thôn, cái ô nhiễm không khí ở nông thôn nó khác cái ô nhiễm không khí ở thành thị. Ở thành thị Việt Nam ô nhiễm là khói xe là nhiều, là nhà máy công nghiệp là nhiều, là rác rưởi là nhiều. Nhưng mà cái ô nhiễm không khí ở nông thôn thì lại ô nhiễm khác. Chứ không phải là không ô nhiễm. Ô nhiễm từ phân động vật. Coi như ở nhà thì người ta nuôi gà, nuôi vịt thì gà vịt thì đi đâu nó phóng đó thôi. Ở ngoài đường nông thôn á, thấy từng cái như ủ phân bự bự thế này, này của mấy con bò, mấy con trâu. Nhiều lắm. Tôi đi về quê tôi nhìn tôi phải tránh hoài. Mấy con bò, mấy con trâu về nó phóng bừa bãi, nó phóng đại ra ra đường vậy đó. Coi như ủ nào ủ nấy như tao đùng. Đó là tôi nói về cái ô nhiễm. Còn về cái đời sống văn hóa thì như tôi trình bày quý vị rồi, cái mức độ chênh lệch giữa thành thị với nông thôn Việt Nam rất là cao, và cái thứ gì nó cũng chênh lệch hết. Ngay cả cái chuyện là cái văn hóa nó cũng chênh lệch. Người thành thị người ta có văn hóa hơn, người ta học hành nhiều hơn, người ta có văn hóa hơn. Nhưng mà người ở nông thôn nghèo, nhiều khi đi học lớp 9 là nghỉ rồi, lớp 12 là cái như cũng giỏi lắm nữa. Lâu lâu có một vài em coi như học tốt nghiệp 12 xong mà lên phố học đại học, nhưng mà cái số đó không có nhiều. Chính cái văn hóa kém này thì những cái chuyện mà giữa con người với con người ở hàng xóm về và cái lối xóm nó rất là kém. Người ta thất học nhiều thì sinh ra tệ nạn nhiều, có chuyện dễ hiểu đúng không? Đó là văn hóa. Còn cái môi trường xung quanh thì tôi cũng đã nói qua rồi, bây giờ tôi nói thêm. Muỗi rất là nhiều. Nông thôn mà muỗi cực khủng khiếp luôn. Quý vị có hình dung thế này nha. Tôi nói nông thôn nào muỗi hết. Tại vì ở đó cống rãnh nhiều, hồ nước nhiều, sông nước nhiều, cây cối nhiều thì muỗi nhiều, chuyện bình thường đó. Nếu ở nông thôn nha, quý vị cứ nghĩ đi, nằm ngủ nha, tất nhiên là phải treo mùng rồi. Treo mùng, quý vị có biết mùng không? Nhiều khi quý vị ở đây lâu quá biết mùng. Mùng tức là cái giường mình, rồi có cái mùng, cột cột bốn nơi, rồi thả xuống cái giường mình nằm ở trong. Cái mùng là cái lưới rất là nhỏ, con muỗi nó chui vô không được. Tôi giải thích thêm, nhiều khi quý vị không biết cái mùng là cái nào. Thì tối ngủ là phải bỏ mùng xuống. Trước khi bỏ mùng là phải dỡ cái mùng lên, quạt 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 để cho mấy con muỗi đưa ra cái đã, rồi mới thả xuống, rồi mới nằm. Ở Việt Nam tôi nằm vậy không, ở thành phố tôi cũng nằm vậy. Rồi bỏ mùng xuống rồi thì mình lấy cái chiếu, mình lấy cái mùng mình nhét vô cái chiếu bốn góc, rồi bắt đầu nằm. Mà nằm ngủ là phải cố gắng đừng có để cái tay ra đụng vào cái mùng. Nhiều khi con nít hay bị lắm. Người lớn tuổi như mình thì là ít bị, tại vì mình chủ động mình nằm ngủ. Chứ con nít mà nằm ngủ nha, mà vô tình mà để cái tay ngay cái chỗ cái mùng á, ngay chỗ cái mùng á, coi như sáng dậy nha, cái tay này nha, đỏ lòm luôn. Quý vị biết sao? Muỗi nó cắn khủng khiếp. Còn tối mà nằm ngủ thế này nha, muỗi nó biết mình nằm ở trong mùng, nó bay xung quanh này, nó kêu ó ó ó ó, không khác gì sa tăng hết trơn. Tôi sợ quý vị không ngủ được luôn á, nó kêu to lắm. Một con hai con nó kêu, nhỏ là cả trăm con nó kêu khủng khiếp lắm. Cái chuyện mà muỗi kêu không, tôi bảo đảm quý vị già đó, quý vị không ngủ được mà những cái con muỗi này. Đừng nói chuyện là nó đốt 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 vô chịu gì nổi, đập này, máu phun 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 ra này.
Ngoài mũi ra thì dán. Spider, con nhện, con dán, con thằng lằn, chuột nữa. Rit, red, ở quê là mấy con này nhiều lắm. Đủ thứ con hết, mà những con này con rít đó nó cắn đó, kinh lắm. Đó là môi trường. Bây giờ tôi nói cái chuyện nghĩa trang này. Quý vị nghĩ là quý vị về quê được sống và được chôn, được cất ở quê nhà đúng không? Điều đó đều rất là tốt. Tôi thấy đó là cái chuyện khôi hài, nhưng mà nhiều quý vị thích vậy thì tôi vẫn cho là tốt đi. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng cái nghĩa trang ở nông thôn người ta quy hoạch rất là lộn xộn, và có thể nói là chả quy hoạch gì cả. Mạnh ai coi như là nấy dành đất, mạnh ai coi như là nấy chôn, coi như là nhà nào nhà nấy dành cái miếng đất mình bự 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 thế này, nhà nào bự thế này để mà chôn cất người nhà. Mạnh ai nấy chôn, coi như đi vô cái nghĩa trang mà không có cái đường đi vô nữa. Cho nên cái người mà mất sau như cái như mỗi lần mà đi chôn rất là cực khổ, tại vì cái đường nó không có đàng hoàng, rạch lên rồi xuống rồi quá rồi về, rất là khổ, tại vì họ không có quy hoạch gì hết trơn. Mạnh ai nấy chiếm, mạnh ai nấy làm. Còn những cái vị như là trưởng thôn hoặc là vị cao cấp thì dành cái phần mộ mình thiệt to lên rồi xây giống giống cái lâu đài vậy đó. Còn người nghèo nghèo thì nhỏ nhỏ, đại khái họ rất là quy hoạch, họ chả có quy hoạch gì, nó thẳng ra như thế. Cho nên mà quý vị nói là quý vị về quê để được chết tại quê hương, là tôi hiểu mục đích của quý vị để làm cái gì. Tại vì ngay cái chỗ quý vị nằm xuống nó không có được bài bản, nó không có được đẹp nữa. Chưa hết. Cái tụi chăn bò, tôi tạm gọi là cái tụi giống như tụi xã hội đen ở nông thôn vậy đó. Nhưng khi nó ra ngoài nó phá mộ mình, nó phá chơi vậy đó, đòi tiền. Nó đòi, nó xin tiền, không đưa tiền, rồi nó phá chơi vậy đó. Tôi mổ xẻ, tôi phân tích để cho quý vị có cái thông tin bổ ích để mà mình quyết định là mình bỏ đất nước mình đang sống để mình về nông thôn Việt Nam. Mình nghỉ hưu hay không? Ở đây tôi không có chê nông thôn Việt Nam, mà tôi chỉ phản ánh trung thực như thế. Còn cái việc mà quý vị quyết định về hay quý vị quyết định không về nữa, hoặc là quý vị nghỉ hưu ở một quốc gia khác, ở một nơi khác, đó là quyền của quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và mong quý vị đón xem những cái video khác của tôi. Xin trân trọng và chúc quý vị dồi dào sức khỏe.